Thông tin chúng tôi vừa cập nhật về tình hình lũ quét tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn đã triển khai phương án 4 tại chỗ, tiến hành tiếp cận hiện trường cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân ở những khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do lũ quét từ thượng nguồn tràn về với lượng lớn, cuốn theo nhiều rác thải, gỗ, gây ngập và cuốn trôi nhiều nhà dân, nên các lực lượng chưa tiếp cận được khu vực nguy hiểm, gây thiệt hại nặng ở các vùng lũ đang đổ bộ. Hiện các đơn vị chức năng chưa thể xác định được thiệt hại do trận lũ quét gây ra. Công tác khắc phục hậu quả đang được quân đội cùng các lực lượng tích cực triển khai.